gì lười là muốn năng khiếu nhở? Lười gì mà lười, sắp thi rồi, chăm chỉ tập đi. Đâu rồi? Cậu ôn đến đâu rồi? Chiều nay hẹn cậu ở sân tập nhá. Ok bro. Đi, mày đi thì tao cũng đi. Mày lại tia crush mày chứ gì? Không, tao tập nghiêm túc mà. Tao đi guốc trong bụng mày đấy. Mãi chẳng thấy cậu ấy đâu nhở? Hài, chán ghê. Ê, cho tao chơi mới. Let's go bạn ơi. Lại ham chơi rồi. Lần đầu tiên ông đến trễ đấy, có chuyện gì à? Có gì đâu, ngay tao đi. Yes, tuyệt vời, có best friend.